Bimiu hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Tôi đố các thành viên ban cố vấn biết đôi mắt này giống ai? Nghệ sĩ hài. Giống ai nhỉ? Ôi trời. Vân Sơn. Vân Sơn. Vân Sơn. Vân Sơn. Đúng. Đúng chưa? Đúng rồi ạ. Giống mắt mắt anh Vân Sơn. Chỉ cần là ba điều thôi. Cái thứ nhất đó là người đó đừng vô tâm, đừng nói dối và cuối cùng là đừng từ bỏ. Tại vì thực sự ra là trước giờ em vẫn luôn chọn cho mình một cái cuộc sống tự lực cánh sinh và em vẫn suy nghĩ, vẫn quan niệm rằng cơm của cha mẹ thì mình ăn nằm, cơm của mình ăn đứng, cơm của đàn ông thì ăn quỳ. Cái điều em đang tìm kiếm đó ở trong mẫu hình người yêu của em đó là tính cam kết. Tôi có nghe một người đàn ông là cụ thể là nghệ sĩ Tiết Cương có nói với Cát Tường rằng không có một người chồng nào mà không ngoại tình. Ở phần 2 của chương trình, các bạn sẽ có cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn, nhiều hơn những thông tin về đối phương. Để từ đó, có thể các bạn sẽ có những cảm xúc nhất định. Và khi có những cảm xúc nhất định, các bạn sẽ muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Và chúng tôi ở đây, với tư cách là cầu nối, chúng tôi sẽ tạo nhiều điều kiện hơn nữa để các bạn tìm hiểu. Các bạn sẽ được một đặc quyền là yêu cầu được xem một cái gì đó của ai đó. Các bạn có thể yêu cầu xem cặp mắt, đôi môi, vóc dáng nhìn từ phía đằng sau hoặc là cái tuổi chưa dậy thì của cô gái ấy hoặc chàng trai ấy. Đó, hãy lựa chọn nha. Đầu tiên, tôi muốn mời anh Trung Hậu. Em xin muốn xem đôi mắt của bạn Thủy Tiên. Đôi mắt của bạn Thủy Tiên, xin mời phòng máy. Ồ, đẹp quá kìa. Mắt bồ câu nha. Không biết là anh Xuân Thu có cảm nhận gì về đôi mắt này? Đôi mắt hơi chút buồn. Hơi chút buồn. Nói chuyện mà hơi chút buồn mà không phải là đi chọn ý trung nhân mà là đi xem bói ấy. Đôi mắt của Thủy Tiên đã có. Xin mời bạn Oanh. Cho em xem đôi mắt của anh Xuân Thu. Đôi mắt của anh Xuân Thu. Đôi mắt buồn vời vợi. Tại vì cá thu mà. Cái mắt cá nè. Cá thu. Không, đây là đôi mắt của một người đàn ông rất là cương nghị. Anh đoán bừa. Thủy Tiên, em có nhận xét gì về cặp mắt của anh Xuân Thu? Dạ, em cảm nhận được thì đôi mắt này cũng là một đôi mắt có cuộc sống nội tâm. Rất là phức tạp. Phức tạp luôn hả? Đôi lúc anh ấy không phức tạp, nhưng những người xung quanh anh ấy rất phức tạp. Ủa? Tiếp theo. Thủy Tiên. Dạ, em muốn xem cũng là đôi mắt luôn, đôi mắt của anh Hậu. Tôi đố các thành viên ban cố vấn biết đôi mắt này giống ai? Nghệ sĩ hài. Giống ai nhỉ? Ôi trời. Vân Sơn. Vân Sơn. Vân Sơn. Vân Sơn. Đúng. Đúng chưa? Đúng rồi ạ. Giống mắt mắt anh Vân Sơn. Nhưng mà thực tế bên ngoài Trung Hậu đẹp trai hơn anh Vân Sơn rất nhiều. Đấy, quy định nữa. Xuân Thu, bạn muốn xem cái gì? Em muốn xem bạn Oanh. Cho em chọn đôi môi. Đôi môi. Bờ môi. Trời ơi. Chưa có chương trình nào như chương trình của chúng ta đề nghị xem đôi môi khuyến mại thêm cả răng luôn. Ôi, được nha. Anh Trung Hậu, bây giờ bắt đầu mặt anh có biểu cảm rồi đó. Anh cảm thấy đôi môi của anh như thế nào? Thật sự anh Xuân Thu chỉ xem có đôi môi, nhưng mà đối với em, nhờ đôi môi này em thấy bạn này có nụ cười tươi và đẹp quá. Vâng. Chúng tôi chỉ cung cấp bao nhiêu đó thôi, còn phần còn lại các bạn tự tìm hiểu. Các bạn thân mến, có lẽ vẫn là chưa đủ. Và bây giờ sẽ là cơ hội để các bạn đặt câu hỏi cho nhau. Nào, xin mời các bạn. Cái tiêu chuẩn mà người yêu hai anh đặt ra là như thế nào? Ai trả lời trước? Em cho. Rồi, chuẩn đấy. Đấy. Mời anh Xuân Thu. Tiêu chuẩn người yêu của anh là phải là một người lương thiện, biết chia sẻ và có đồng cảm với nhau. Anh xin chào Oanh, anh là Trung Hậu. Thì đối với anh, thực sự anh không có một tiêu chuẩn nào hết. Anh không quan tâm tới ngoại hình, nghề nghiệp hoặc là hoàn cảnh của bạn đó. Mà đối với anh thì tình yêu chỉ cần cả hai người thông cảm, chia sẻ với nhau và đến với nhau một cách chân thành là được. Vâng, cảm ơn anh. Hy vọng là em hài lòng được một phần nào ha. Thủy Tiên. Em xin được hỏi hai anh, đó là mục tiêu trong cuộc sống của hai anh đó là gì?
Xin chào Tiên. Thì anh mục tiêu của cuộc sống của anh hiện tại bây giờ là anh tìm được một nửa còn lại của cuộc đời mình và có một gia đình ổn định, giống như là bài hát mà Ngôi Nhà và Những Đứa Trẻ vậy đó. Một cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Em ơi, đơn giản không? Vui vẻ và hạnh phúc là được rồi. Mà để có cái hai cái từ hạnh phúc đấy là chúng ta bỏ cả cuộc đời đi tìm. Có những người mà tưởng như hạnh phúc ở đây rồi nhưng nó lại ở mông lung đâu đó. Cho nên hạnh phúc là một thứ cực kỳ khó nắm bắt mà chúng ta chỉ cảm nhận được mà thôi. Mà bạn lại nói đến hạnh phúc như một điều cực kỳ đơn giản. Tiếp theo. Mục tiêu của anh là hạnh phúc, vì khi mà một người thành công mà không hạnh phúc thì là cũng là thất bại. Nên quan trọng nhất là một người thành công là phải đi cùng với là hạnh phúc thì người đó gọi là thành công. Hy vọng là hai em cũng đã hài lòng nhé. Bây giờ đến phần của hai anh Hậu. Xin được phép hỏi cả hai bạn gái là mẫu người bạn đời lý tưởng của cả hai bạn là như thế nào ạ? Đối với em thì cái mẫu người đàn ông lý tưởng thì thật sự là không có. Đối với em chỉ cần là thoải mái, quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau cho công việc của mỗi người là được. Hiểu nhau cho công việc của mỗi người nha. Bởi vì cô ấy đang làm nghề diễn viên nên cần sự đồng cảm. Mẫu người lý tưởng của em thì cũng đúng thật sự là nó sẽ thay đổi theo thời gian đó. Tại vì em chỉ cần một người đủ thông minh, đủ bao dung và đủ sức chịu đựng được em thôi. Rất tuyệt vời. Bác, em thắc mắc một cái là tại sao lại đủ sức chịu đựng được Tiên? Chúng ta là phụ nữ, đương nhiên chúng ta ai cũng mong muốn một người đàn ông thông minh đúng không? Nhưng tại sao phải đủ sức chịu đựng mình? Bộ Tiên là một quả bom nổ chậm hay sao? Dạ, sức chịu đựng ở đây đó chính là những lúc mà em yếu đuối nhất thì người đó có thể sẻ chia cùng em. Tại vì thực sự ra là trước giờ em vẫn luôn chọn cho mình một cái cuộc sống tự lực cánh sinh. Và em vẫn suy nghĩ, vẫn quan niệm rằng cơm của cha mẹ thì mình ăn nằm, cơm của mình ăn đứng, cơm của đàn ông thì ăn quỳ. Chính vì vậy á, cho đến khi một ngày mà em tự mình đi mua thuốc để uống á, thì lúc đó em mới hiểu là đôi lúc trong cuộc sống mình cũng có những lúc rất bất toàn. Và em là một người thất thường, mưa nắng, chứ không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ luôn luôn. Và em nghĩ rằng nếu những lúc đó mình không có một người bên cạnh mình thì sao? Và mình cũng sẽ đi tìm một cái nửa trọn vẹn để có thể ghép vô cái cuộc sống còn bất toàn của mình. Sống với ba mẹ là hạnh phúc nhất trên đời. Ăn cơm của mình là ăn đứng, phải bon chen vất vả lắm mới có chén cơm ăn. Nhưng mà ăn cơm của anh đấy, ăn quỳ. Sao mà ăn cơm đàn ông phải quỳ thế, khổ quá. Theo tôi nhìn nhận ở phía Thủy Tiên á, khi người ta nói như vậy là thì thương ngay lắm. Cả khi mà người ta quỳ xuống để dâng cơm em cũng sẽ không nhận. Cái điều em đang tìm kiếm đó ở trong mẫu hình người yêu của em đó là tính cam kết. Mà tính cam kết trong yêu đương á vốn là bị đàn ông thời nay coi là giá trị truyền thống rồi. Các anh vẫn cho mình một cái quyền là thử rất là nhiều cuộc phiêu lưu. Đối với Thủy Tiên thì cuộc sống xa gia đình và phải tự chăm sóc và tự giống như là con mèo mà tự liếm vết thương á, thì đối với em đã đủ. Em chỉ cần có một người ở bên cạnh với tính cam kết. Còn tất cả mọi thứ thì em không cần người đàn ông quỳ xuống để dâng cơm cho mình, tại vì em có thể tự làm ra điều đó, đúng không? Cảm ơn những thông tin của em. Còn người cuối cùng, hai em cho anh hỏi là trong hôn nhân điều gì là quan trọng nhất với mình? Em xin trả lời anh Xuân Thu là đối với em trong hôn nhân thì đó là sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Điều quan trọng nhất trong hôn nhân đối với em vẫn là chung thủy. Chung thủy. Cái này khó. Tôi có nghe một người đàn ông là cụ thể là nghệ sĩ Tiết Cương có nói với Cát Tường rằng không có một người chồng nào mà không ngoại tình. Chỉ có ngoại tình như thế nào thôi. Đúng. Trời ơi. Ngay cả ngoại tình tư tưởng. Nhưng mà lại cho phép một lần nữa, tôi đặc biệt quan tâm đến cái trường hợp của Thủy Tiên. Đúng là giấc mơ đến người tình hoặc là người chồng thủy chung, người vợ chung thủy tuyệt đối 100% là ước mơ hão huyền nhất của loài người. Tại vì bản thân chúng ta sinh ra đã là một có một cái hệ thần kinh, mình có thể rung động với bất kỳ đối tượng nào khi hội đủ điều kiện. Nhưng mà có một cách để tạo nên sự chung thủy, đó là hãy tự hỏi mình liệu mình có phải là cô gái mang lại món quà mà người kia đang cần. Và nếu mà người ta lệ thuộc vào cái món quà em đem lại để khỏa lấp cho cuộc sống của người ta thì đó là sẽ là tính cam kết và trung thành. Người đàn ông trọng
những cái giá trị mà người vợ mang lại cho đời sống gia đình thì ắt nhiên dẫu có muốn ngoại tình cũng không dám rời xa, tại vì người phụ nữ của mình đã mang lại cho mình điều mà mình đang thiếu. Thường là tôi thấy là các người hay hỏi nhau cái câu là anh có thể mang lại gì cho em hoặc là em có thể mang lại gì cho anh. Hiếm người nào trước ngưỡng hôn nhân lại có thể tự hỏi hoặc tự nói với lại người khác rằng là tôi có thể mang lại điều này cho bạn. Hãy cho tôi biết bạn có giá trị gì để mang lại cho đời sống của hai người thanh niên này. Cũng tương tự như vậy, thay vì hỏi mẫu người đàn ông của em là gì thì họ nói là bất kể mẫu của em là gì, anh chính là mẫu lý tưởng nhất. Đó mới là điều người ta cần. Nhân dịp mà mọi người chia sẻ thì anh cũng nói với Thủy Tiên là các nhà khoa học nghiên cứu rồi. Đó là hỏi trên hơn 10.000 người phụ nữ rằng nếu bây giờ không bị ràng buộc bởi đạo lý xã hội, bởi nhận thức những cái ràng buộc khác với gia đình, với những giá trị bạn đang theo đuổi, mà cho phép bạn sống đầy bản năng thì bạn sẽ thế nào? Thì có tới hơn 10.000 người được hỏi đều trả lời rằng là tất cả những gì đàn ông đã từng làm, có thể làm, chúng tôi còn sẽ làm nhiều hơn. Nhưng mà đối với trường hợp của Thủy Tiên, tôi muốn trấn an luôn hai người thanh niên. Cô gái này là một cô gái chung thủy bẩm sinh, tại vì cô ấy có những giá trị tôn thờ bên ngoài những cuộc phiêu lưu giải trí. Bây giờ đến lúc chúng ta cần phải đưa ra quyết định có tiếp tục để bước vào vòng trong của chương trình Chân Ái. Chính xác, đây là phần quan trọng. Chúng ta đã có rất nhiều thông tin. Tôi xin hỏi Xuân Thu, lần trước anh hỏi và em chưa xác định được, em vẫn mông lung. Bây giờ em đã có một chút gì tốt hơn chưa? Về cảm xúc. Em có cảm xúc rồi. Tốt rồi, cảm ơn em, chúc mừng em. Cảm ơn anh ạ. Trung Hậu, có gì chưa? Em có gì chưa? Nhắm đối tượng nó chưa? Em thấy cảm xúc của em bắt đầu dâng trào hơn. Dâng trào hơn. Mà cũng cùng một chào người hả? Dạ đúng rồi. Cùng một người, ok. Thủy Tiên. Còn em, Thủy Tiên. Thực sự lúc ngay lúc này á, em có một chút xíu thôi, nhưng mà chưa thực sự là mãnh liệt. Có một chút. Dạ. Chưa khẳng định. Tốt rồi. Có là được, có là một. Quanh, cảm xúc của em sao? Có gì chưa? Dạ, bây giờ là có rồi. Wow. Wow. Quá. Của chúng tôi đều quá, đã có rồi. Ở phần 1 chúng ta thấy còn mông lung chưa có gì. Phần 2 chúng ta đã thấy thái độ, cảm xúc đẩy lên cao. Và bây giờ, để đến với phần 3 là phần vô cùng quan trọng, thì các bạn cần phải cho chúng tôi biết các bạn có sẵn sàng đi tiếp hay không. Nếu bạn nào tiếp tục đi vào vòng kế tiếp của chương trình Chân Ái thì chúng ta đứng lên ngay tại vị trí của mình. Sau 5 tiếng đếm, bạn nào không đứng lên có nghĩa là muốn rời khỏi chương trình ngày hôm nay. Bắt đầu 5 4 3. Đã có 2 chàng trai đứng lên. 2 1. Thưa quý vị và tất cả các bạn, xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần 3 của chương trình, đó chính là tìm. BMU hân hạnh đồng hành cùng chương trình.